Chào chị. Chị thấy trong người thế nào rồi? Còn sốt, còn mệt không? Vẫn còn mệt à? Cảm ơn cậu, tôi đỡ nhiều rồi. Gia An bảo tôi đưa đồ qua cho chị. Nghe nói chị sốt cao, sao không nằm trong bệnh viện? Ở nhà một thân một mình như thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Thế Gia An có nói gì thêm không? Nói gì là nói gì? Thì bảo tôi đưa đồ qua cho chị, dặn dò thuốc men, thế thôi. Không, không có gì. Mà kể ra thằng này nó cũng hay. Chỉ cần một cuộc gọi thôi là ship tới tận nhà. Đằng này không, bắt tôi phải sang tận đây đưa đồ cho chị cơ. Hay là... Hả? Không như cậu nghĩ đâu. Tôi có nghĩ cái gì đâu. Chị là chị đang tự tố cáo bản thân mình đấy. Mà cậu xong nhiệm vụ rồi, đi về đi. Ừ, thế tôi về. À, đây. Mọi người nói gu của Gia An nó mặn, nhưng mà riêng tôi thì không nha. Tại vì tôi biết gu nó như thế nào. Gu của nó là kiểu người phụ nữ như chị đấy. Đùa thấy đủ rồi, đi về đi. Ờ, thì tôi về. Coi như tôi chưa nói gì nhá. Ừ. Tôi về. Cảm ơn cậu. Đừng quên lời tôi dặn đấy. Không được ra ngoài. Ở nhà nằm nghỉ, đợi tôi quay lại. Sẽ nhanh thôi. Bởi vì tôi có một việc quan trọng muốn nói với Phương. Chị Phương, chị biết tin gì chưa? Tin gì? Tin hot hot luôn. Anh Gian sắp lấy vợ. Em nói cái gì cơ? Thì lấy vợ ấy chị. Mà chị biết anh Gian lấy ai không? Bà Mai Anh ấy. Lúc đầu thấy anh Gian cũng có vẻ khó chịu với bà Mai Anh. Cứ tưởng bà Mai Anh chỉ tình đơn phương thôi. Nhưng ai mà ngờ